Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái chương trình khám phá động Ngam Tiêm từ tỉnh Cốc ở Tràng An, Ninh Bình. Với hy vọng rằng qua cái chuyến đi này chúng ta sẽ có những trải nghiệm hết sức thú vị trong cái chuyến đi của mình. Và bây giờ tôi không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nhé. Đây là đường vào động Ngam Tiêm từ tỉnh Cốc. Đường đẹp thế không biết. Ở đây các bạn biết rằng từ tỉnh Cốc ấy, nó chính là một cái hồ được ôm tròn bởi những dãy núi đá vôi, có rất nhiều những cái hình dáng kỳ quặc và kỳ dị. Chính vì thế mà nước trong lòng hồ rất là trong xanh. Và đây là con đường hầm, đi một trong hai con đường hầm đi vào trong lòng hồ này, nó ước chừng khoảng 100 mét. Khi chúng ta băng qua con đường hầm nhỏ này, đặt những bước chân đầu tiên vào đây, chúng ta đã cảm thấy như chúng ta lạc vào một chốn thần tiên, một cái mộng cảnh, một thế giới biệt lập mở ra trước mắt, một nơi bình yên ngăn cách những xô bồ, những sóng gió của thế giới bên ngoài. Xung quanh động được bao bọc bởi những dãy núi cao có vách đá dựng đứng, để các dãy núi này ôm trọn lòng hồ xanh thăm thẳm, in bóng núi non mây trời. Nhìn từ xa thì từ tỉnh Cốc như vẫn còn chìm trong cái màn sương đêm yên tĩnh, cô tịch, trầm lắng và rất huyền bí. Không khí trong lành được cảm nhận qua từng hơi thở, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những lá cây như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Một đằng đông khi lũ ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên sau các dãy núi, khi đó vạn vật đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ở các ngọn núi trên cao gần đó thì có mấy chú chim líu lo và một vài con dê núi đang đón chào một ngày mới bắt đầu. Và từ xa men theo con đường nhỏ họ có lác đác một vài đôi uyên ương đang hòa quyện hạnh phúc với nhau. Họ vừa đi vừa trò chuyện và chụp ảnh làm kỷ niệm. Họ cũng đến đây để chụp ảnh cưới. Nhìn vào đây, chúng ta thấy thật đúng là trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
đôi chúng mình chỗ kia bên nhau. Anh về cuốc đất trồng rau, để em vui với vườn rau mình trồng. Đồng lòng tất cả bể đông, tình chồng như vợ như sông ngân hà. Đập xây chung một mái nhà, tình yêu trọn kiếp mặn mà từ đây. Đúng là thế giới không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt. Và bởi lẽ tình yêu là chân lý, là lẽ sống của mọi thế hệ, của mọi thời đại. Chính vì thế mà từ ngàn năm nay và cho tới mãi mãi về sau, tình yêu luôn luôn là hướng đi, là ánh sáng đưa ta từ bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu. Và ngày hôm nay, sau một thời gian dài yêu thương và tự tìm hiểu, thì được sự vun vén hợp tác của bạn bè và của gia đình, thì các đôi bạn trẻ này đã chính thức đến đây để chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho ngày lễ thành hôn của họ. Nhìn vào đây chúng ta có thể cảm nhận được đúng là thôn Đoài thì ngồi nhớ thôn Đông, một người chín nhớ mười mong một người. Nắng mưa thì là bệnh của trời, còn tương tư thì là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn, hai tộc khác lạ, cho em bên ấy, cho chàng bên đây. Cho tình yêu đẹp hôm nay, sắc hoa màu cưới vương ngày bên nhau. Cho chậu đẹp mái bên cau, cho ngày hạnh phúc bên nhau vẫn còn. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Đúng là có lẽ ai đã từng biết rằng tình yêu ấy là tình yêu chính là em, và vì em chính là tình yêu nên từ khi em mở cánh cửa trái tim anh thì lòng anh như ngồi như chổi non gặp cơn mưa mùa xuân, nắng hạn gặp ngay cơn mưa rào mùa hạ. Như từ màn đêm bước sang một ngày mới, như con thuyền đời mãi linh đinh nay tới ngày cập bến. Tình yêu của đôi bạn trẻ này cũng thế, nó đẹp như ánh nắng ban mai vào mỗi buổi sáng sớm, như những cánh hồng hé nhụy mỗi độ xuân về. Quả đúng là hoa hé cười gọi ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Đúng là bấy lâu thì đêm đợi đêm mơ, hôm nay thì toàn nỗi đợi chờ ước mong. Các bạn biết đấy, ở khu vực này thì tuyệt đỉnh Cốc Ninh Bình ấy, nó cũng là một cái địa điểm du lịch rất là mới, nó mới nổi và cũng rất hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là những đôi bạn trẻ yêu thích khám phá, hoặc những đôi bạn trẻ đến đây chụp ảnh để kỷ niệm cho ngày cưới, thì đây thực sự nó là một cái địa điểm hứa hẹn cho chúng ta cảm thấy là thoải mái nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất. Ngoài ra khi đến đây ấy, chúng ta không chỉ tham quan được tuyệt đỉnh cốc ở Ninh Bình, mà chúng ta còn có thể dành thêm một thời gian tham quan rất nhiều nơi như là chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư hoặc khu du lịch Tràng An. Có thời gian hơn nữa thì các bạn cũng có thể đi thăm được nhà thờ Đá Phát Diệm, hay là phim trường Công Iceland. Thì tuyệt đỉnh cốc
là tên một địa danh trong phim Kiếm Hiệp rất nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là nguyên gốc của nó là như vậy. Nó là một cái nơi mà có cỏ cây, có núi non, có sông nước tuyệt đẹp như là trong những bộ phim cổ trang, phim Kiếm Hiệp. Tuy nhiên thì cái cụm từ Tuyệt Đỉnh Cốc đã xuất hiện ở Việt Nam vào thời gian gần đây. Nó được gán cho các địa danh, những địa danh đó thì mới được tìm ra. Nó cũng mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí như những lửa Tuyệt Đỉnh Cốc được mô tả cho các bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Và cái Tuyệt Đỉnh Cốc ở Ninh Bình chính là một cái địa điểm đẹp như vậy. Như vậy là chúng ta đã biết rõ Tuyệt Đỉnh Cốc là gì rồi. Nó không phải là tên địa danh ở đây, mà nó là sự đẹp đẽ, sự hoang sơ, tiên cảnh ở đây nên nó được ví như là Tuyệt Đỉnh Cốc. Và từ năm 2011 nó đã nhanh chóng trở thành cái điểm đến hấp dẫn được giới trẻ gọi là Tuyệt Đỉnh Cốc. Chúng ta thấy là các bạn trẻ ở đây đến đây rất là vui tươi, thoải mái, mặc sau lưng mọi thứ việc lo âu lo cuộc sống. Những người trung tuổi đến đây về sự tĩnh tâm, nhìn những quang cảnh như thế này thì tôi bất chợt lại nhớ đến bài thơ Nhớ Con Sông Quê Hương của nhà thơ Tế Hanh. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước sông xanh soi bóng những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa bóng sông, dòng sông lấp loáng. Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng, giữ bao nhiêu kỷ niệm của dòng trôi. Nơi con sông đã tắm cả đời tôi giữ mãi mối tình với mẹ. Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ, sông của miền Nam đất Việt thân yêu. Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu, khi mặt nước chập chờn con ca nhảy, lũ chúng tôi tụm năm tụm bảy, bảy chim non bơi lội ven sông. Tôi giang tay ôm nước vào lòng, sông mở nước ôm tôi vào dạ. Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả, kẻ sớm khuya trải lưới ở bên sông, kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng. Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến, nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển, luôn trở về lưu luyến ở bên sông. Vì bài thơ đó là có bài là Nước Sông Xanh Biếc, nên là đây tôi nhìn thấy cái mặt hồ xanh thế này tôi rất nhớ về con sông quê hương, như sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Và đây nữa thì không biết là cái tuổi trẻ tuổi thơ của chúng ta thế nào, có được như bạn trẻ này không. Nhưng tôi không nghĩ, có lẽ là đây là giây phút rất tuyệt vời, một kỷ niệm rất tuyệt vời với bạn ấy sau này. Một hình ảnh rất đẹp. Có lẽ là tuổi thơ của những người ở tuổi trung niên thì khó có được những cái tuổi thơ như thế này. Các bạn là thật hạnh phúc. Các bạn đã sinh ra trong cái thời bình. Nhưng thời bình thì nó có cái khó của thời bình. Cuộc sống bây giờ rất là náo nhiệt, chen lấn. Các bạn có rất ít thời gian, các bạn ấy không có nhiều thời gian để hòa quyện với thiên nhiên, cho nên những giây phút được thả mình vào trong thiên nhiên như thế này đối với các bạn ấy thì không không còn gì tuyệt vời bằng, như là một chốn thần tiên luôn. Và có lẽ rằng là nếu như chúng ta sau này có con có em thì chúng ta nên một tuần một tháng hoặc một năm
chúng ta cố gắng tổ chức một vài lần cho các bạn hòa mình với thiên nhiên, các bạn học hỏi kỹ năng sống. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phía trước đây là cái bến thuyền. Cái bến thuyền thì các bạn ra chụp ảnh thôi nhá, chứ không phải là bến thuyền, đây là cái lòng hồ, chỉ là bến thuyền để ra chụp ảnh thôi. Thì có một số những bạn trẻ đang đùa nước, các bạn đang rất là hứng thú. Khi được thả mình vào thiên nhiên như thế này thì các bạn ấy sẽ ý thức được về bản thân, về cuộc sống, về học tập và rất nhiều thứ khác. Mỗi một lần đi chơi, mỗi một lần đi picnic cùng gia đình là một sự khám phá, là một sự trải nghiệm để nâng cao cái kỹ năng sống cho các bạn nhỏ tuổi. Không cái gì bằng hòa nhập với thiên nhiên các bạn. Nhìn từ xa chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi chùa nằm giữa lưng chừng núi. Đứng ở bất kỳ một vị trí nào, góc nào trong lòng hồ này, chúng ta nhìn hướng đó chúng ta cũng nhìn thấy. Thì xung quanh cái chùa đó thì cây cối tốt tươi hẳn hơn hẳn những cái chỗ khác. Lý do là cái khu đấy là cái khu trũng, và trong cái lòng hồ, trong cái chùa đó thì nó có một cái giếng, người ta gọi nó là giếng Giải Oan, và khu vực đó thì lúc nào cũng rất là nhiều nước, không hiểu lý do vì sao như vậy, cho nên là cây cối ở đó rất là tốt để hòa mình với thiên nhiên. Thì chúng ta có thể nhận ra đây là một con bướm. Các bạn nhỏ rất thích thú với những con bướm thế này nhé, rất sặc sỡ và nhiều màu sắc. Tuyệt đẹp luôn. Có lẽ là các bạn nhỏ chỉ nhìn thấy con bướm ở trong tranh, trong tivi thôi, chứ ngoài đời là các bạn ở thành phố là ít gặp lắm, thậm chí là không gặp ấy. Nhưng mà vào những cái khu vực thiên nhiên như thế này thì các bạn lại gặp rất nhiều.